Chào mừng các em học sinh đã quay trở lại với series Giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 của Anh ngữ Jim. Và trong buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với kỹ năng viết Writing trong Unit 1 A Long and Healthy Life. Ở bài đầu tiên, chúng ta sẽ có 6 câu và nhiệm vụ của các bạn là mình sẽ cần phải sắp xếp 6 câu này thành một bức thư hoàn chỉnh. Chúng ta lần lượt sẽ có A. Can you bring some fresh mangoes from your garden? We'll need them for one of the recipes. B. Hi, Linda. C. How about coming to my house this Sunday? We can try some recipes from the book. D. Thanks for lending me your book about healthy cooking. It's great. E. See you soon. F. My. Và chúng ta sẽ sắp xếp những câu này như thế nào? Và chúng ta sẽ có đáp án là B, D, C, A, E, F. Và bức thư hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là B. Hi Linda. Chào Linda. D. Thanks for lending me your books about healthy cooking. It's great. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn cuốn sách về nấu ăn lành mạnh của bạn. Nó hay lắm. C. How about coming to my house this Sunday? We can try some recipes from the book. Hay là bạn đến nhà tôi vào chủ nhật tuần này? Chúng ta có thể thử một vài công thức nấu ăn trong quyển sách. A. Can you bring some fresh mangoes from your garden? We will need them for one of the recipes. Bạn có thể mang xoài tươi từ khu vườn của bạn đến được không? Chúng ta sẽ cần chúng cho một trong những công thức nấu ăn. E. See you soon. Hẹn gặp lại. F. Mai. Đến với bài tiếp theo, chúng ta sẽ có 5 thông điệp và nhiệm vụ của các bạn là mình sẽ cần phải đặt câu hỏi để thể hiện được những thông điệp này dựa vào phần gợi ý ở trong sách. Chúng ta có 5 thông điệp như sau. Câu đầu tiên, You want to invite someone to your birthday party next week. Bạn muốn mời một ai đấy đến tiệc sinh nhật của mình vào tuần sau. Và chúng ta có câu hỏi ví dụ như sau. Why don't you come to my birthday party next week? Hay là bạn đến tiệc sinh nhật của tôi vào tuần sau? Chúng ta có thông điệp số 2. You want to suggest that someone should join the reading club with you. Bạn muốn gợi ý là ai đó nên tham gia vào câu lạc bộ đọc sách cùng với bạn. Và câu hỏi gợi ý của chúng ta sẽ bắt đầu bằng how about hay là. Câu số 3 chúng ta có You want to remind someone that he or she should return a book to the library. Bạn muốn nhắc một ai đấy là anh hoặc là cô ấy cần phải trả lại sách cho thư viện. Và chúng ta sẽ có câu gợi ý bắt đầu bằng Don't forget to. Đừng quên. Câu số 4, chúng ta có thông điệp You want to accept an invitation to your friend's birthday party. Bạn muốn chấp nhận một lời mời tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn. Và chúng ta có phần gợi ý là I'm pleased to. Tôi rất hài lòng khi. Chúng ta có câu số 5 You want to ask if you have to dress formally for the party. Bạn muốn hỏi nếu mình phải ăn mặc trang trọng cho bữa tiệc. Và mình sẽ bắt đầu câu bằng do. Với bài này, cô sẽ có những câu hỏi như sau. Ở câu số 2, chúng ta có How about joining the reading club with me? Hay là tham gia câu lạc bộ đọc sách cùng với tôi? Câu số 3 Don't forget to return the book to the library. Đừng quên trả sách cho thư viện. Câu số 4 I'm pleased to come to your birthday party. Tôi rất vui mừng được tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của bạn. Và câu số 5 Do I have to dress formally for the party? Tôi có phải ăn mặc trang trọng khi đến với bữa tiệc hay không? Bài tập cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay là một bài viết thư và chúng ta sẽ cần phải viết một tin nhắn ngắn tầm độ khoảng từ 35 đến 45 từ để trả lời cho lời mời ở phần bài tập số 1. Và chúng ta sẽ sử dụng phần ngôn ngữ ở bài 1 và những cách diễn đạt ở bài 2 để giúp mình nhé. Trong bài này, chúng ta sẽ cần phải đưa ra những thông tin như sau. In your message, you should thank for and accept the invitation. Cảm ơn và chấp nhận lời mời. Ask what time you should go to my place or suggest a time to meet. Hỏi khi nào thì mình nên đến nhà của Mai hoặc là gợi ý một thời gian để gặp mặt. Và ask if you need to bring or buy anything else in advance. Hỏi trước xem là mình có cần phải mua hay là mang gì khác không. Và cô sẽ có một bức thư mẫu như sau. Dear Mai, thank you for inviting me to your upcoming get-together. I'm really happy to accept your invitation.
I'm excited to try cooking a new recipe from the book you mentioned. It sounds like a fun cooking experience. Please let me know if there's anything specific I should bring and the time for the event. Looking forward to seeing you soon, Linda. Thân gửi Mai, cảm ơn bạn vì đã mời tôi đến buổi gặp mặt tiếp theo của bạn. Tôi rất vui mừng được chấp nhận lời mời này. Tôi rất hào hứng để có thể thử nấu một trong những công thức trong cuốn sách mà bạn bảo. Nghe có vẻ như nó sẽ là một trải nghiệm nấu ăn rất là vui. Hãy nói cho tôi biết nếu có gì cụ thể mà tôi nên mang và thời gian cho buổi gặp này nhé. Hẹn gặp lại bạn sớm, Linda. Và đó chính là toàn bộ nội dung ngày hôm nay của chúng ta rồi. Để tiếp tục theo dõi những video khác thuộc series này, các bạn hãy ấn subscribe channel của Anh Ngữ Gym nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.